Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Là vì cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lực thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Linh mục Singapore bị đâm khi đang cử hành thánh lễ. Nhật ký trừ tà số 317, những thiên thần bốn chân của chúng ta. Đức Giáo Hoàng nhân kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ Pompeii khám phá lại vẻ đẹp của chuỗi mân côi. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin tức khác. Linh mục Singapore bị đâm khi đang cử hành thánh lễ. Các nhà lãnh đạo Công giáo ở Singapore đang kêu gọi cầu nguyện sau khi một linh mục bị đâm trong thánh lễ tối thứ Bảy. Cha Christopher Lee, một linh mục giáo xứ của nhà thờ St. Joseph ở khu vực Bukit Timah, phía tây trung tâm Singapore, đã bị một người đàn ông cầm dao tấn công khi đang cử hành thánh lễ lúc 5 giờ 30 chiều thứ Bảy. Theo tuyên bố ngày 9 tháng 11 của Tổng giáo phận Singapore, các giáo dân, bao gồm cả đội phản ứng khẩn cấp của Tổng giáo phận, đã giúp chế ngự kẻ tấn công. Charlie đã được các nhân viên y tế của lực lượng phòng vệ dân sự Singapore đưa đến Bệnh viện Đại học Quốc gia. Ngài được cho là đang trong tình trạng ổn định và đang hồi phục. Theo thông tấn xã Fides, một người đàn ông 37 tuổi có tiền án về bạo lực và tội phạm liên quan đến ma túy đã bị bắt vì tội cố ý tấn công gây thương tích nghiêm trọng. Hãng tin này cũng đưa tin rằng cảnh sát không tin rằng vụ việc có liên quan đến khủng bố. Ngày hôm sau, ngày 10 tháng 11, Đức Hồng Y William Gold đã viết trong một lá thư mục vụ rằng sự việc này cho chúng ta thấy rằng có rất nhiều người gặp rắc rối, bối rối và tổn thương trên thế giới. Nhưng cuối cùng, cái ác sẽ không chiến thắng. Sự việc này đã khiến giáo hội của chúng ta mạnh mẽ hơn, đưa mọi người lại gần nhau hơn thông qua đức tin và lời cầu nguyện. Nó cũng nhắc nhở chúng ta phải luôn cảnh giác và không được coi nhẹ hòa bình và an ninh mà chúng ta khó khăn lắm mới đạt được. Là một cộng đồng, chúng ta sẽ vượt qua sự việc này kiên cường hơn bao giờ hết. Đức cha cậu là Tổng giám mục Singapore từ đầu năm 2013 và là Hồng Y từ năm 2022, cho biết như trên. Trong tương lai, chúng ta phải tiếp tục hợp tác để bảo vệ sự hòa hợp tôn giáo và chủng tộc và không cho phép những cá nhân bối rối, gieo rắc mầm mống chia rẽ và sợ hãi trong chúng ta. Trên hết, chúng ta cầu nguyện và tin tưởng vào sự bảo vệ và chăm sóc của Chúa cho tất cả chúng ta ở Singapore. Tuy nhiên, Ngài thừa nhận, sự việc này không chỉ gây thương tích nghiêm trọng cho một nhà lãnh đạo tôn giáo tại nơi thờ phượng, mà còn gieo rắc nỗi sợ hãi trong cộng đồng. Trong khi cảnh báo rằng những sự việc kiểu này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, Đức Tổng giám mục Cầu kêu gọi cộng đồng công giáo sẵn sàng về mặt tinh thần và hành động để bảo vệ bản thân trước những sự việc này và giảm thiểu hậu quả khi chúng xảy ra. Ngài kêu gọi tất cả người công giáo hãy cảnh giác và báo cáo bất kỳ điều gì đáng ngờ mà họ thấy, đồng thời nhấn mạnh rằng giáo hội phải cân bằng giữa các biện pháp an ninh cần thiết để giữ an toàn cho mọi người, trong khi vẫn bảo đảm các giáo xứ vẫn mở cửa và dễ tiếp cận. Các nhà lãnh đạo tôn giáo phải nhận ra rằng với tư cách là những người của công chúng ta phải chịu một số rủi ro nhất định. Trong khi chúng ta không nên coi nhẹ vấn đề an ninh, chúng ta phải phục vụ đàn chiên của mình một cách can đảm và không sợ hãi. Chúng ta tin chắc rằng Chúa đang điều khiển cuộc sống của chúng ta và Người sẽ biến điều ác thành điều thiện. Chúng ta không thể để điều ác làm tê liệt việc loan báo tin mừng, Đức Hồng Y nói. Đức Tổng giám mục Cầu kêu gọi cầu nguyện cho Charlie hồi phục và cầu nguyện cho kẻ tấn công vị linh mục. Ngài cảm ơn lực lượng cảnh sát Singapore, lực lượng phòng vệ dân sự Singapore, những giáo dân đã phản ứng và đội ngũ y tế tại Bệnh viện Đại học Quốc gia. Cha Christopher đã thực hiện chức linh mục của mình như một sự hy sinh thay thế cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta không nên coi nhẹ sự an toàn của các linh mục và giáo dân của chúng ta. Thật vậy, Ngài đã không chịu đau khổ một cách vô ích mà vì lợi ích của tất cả chúng ta. Đây là cách Chúa viết thẳng trên những đường cong, biến đổi những gì xấu xa và phá hoại thành điều gì đó tốt lành và cứu rỗi, Ngài nói. Hậu quả có thể tệ hại hơn, nhưng trong trường hợp này, mạng sống và các cơ quan quan trọng của Ngài đã được bảo vệ. Đây là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta, không chỉ giáo hội công giáo, mà còn cho tất cả các tổ chức tôn giáo khác để nhắc nhở những người thờ phượng và thành viên của họ cảnh giác hơn trong việc tìm kiếm các hoạt động đáng ngờ. Hội đồng giám mục Malaysia, Singapore và Brunei đã bày tỏ tình đoàn kết và hứa cầu nguyện cho Charlie, kêu gọi các tín hữu thể hiện lòng trắc ẩn, sự hỗ trợ và an ủi cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc. Agencia Fides đưa tin.
Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm Singapore như một phần của chuyến đi mục vụ dài ngày đến Đông Nam Á vào tháng 9. Tổng giáo phận Singapore có dân số Công giáo đa dạng với 395.000 người, cử hành thánh lễ chủ yếu bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tamil, cũng như các ngôn ngữ bản địa khác trong khu vực. Nhật ký Chư Tà số 317, Những Thiên Thần Bốn Chân của Chúng Ta. Đức ông Stephen Rossetti là một linh mục ở giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ Chư Tà trong hơn 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, Ngài có bài viết nhan đề Exorcist Diary No. 317, Our Four-Foot Angels, nghĩa là Nhật ký Chư Tà số 317, Những Thiên Thần Bốn Chân của Chúng Ta. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. N bị quỷ ám và cũng có tiền sử lạm dụng ma túy. Mọi chuyện bắt đầu từ khi cô còn nhỏ với mẹ cô, là một người nghiện cocaine và là một phù thủy. Người thừa nhận đã cho cocaine và các loại thuốc khác vào sữa theo công thức dành cho trẻ sơ sinh của cô để kiểm soát cô. Người mẹ cũng đã dâng cô cho Satan. Ngay sau đó, người mẹ đã qua đời ở độ tuổi 20. Anna đã được nhận nuôi và cuối cùng, sau một cuộc chiến cá nhân kéo dài nhiều năm, bao gồm cả những cuộc trừ tà kéo dài, cô đã thoát khỏi ma túy và được giải thoát khỏi ác quỷ. Nhưng tiền sử lạm dụng ma túy nghiêm trọng từ tấm bé đã gây ra hậu quả. Khả năng về mặt tinh thần và quan hệ của cô bị hạn chế. Cô gặp khó khăn trong việc tạo dựng tình bạn lành mạnh và dành quá nhiều thời gian ở một mình. Điều này khiến cô dễ tái nghiện ma túy hơn và dễ bị ma quỷ thao túng hơn. Thật khôn ngoan, cha nuôi của cô đã mua cho cô một con chó. Cô yêu con chó và thường nhắn tin hình ảnh cô và con chó của cô ở bên nhau. Họ là những người không thể tách rời, cha cô nói. Ý tưởng tuyệt vời nhất mà tôi từng có là cứu con chó. Ông nói thêm, vì vậy con bé có một thói quen và đang học cách chịu trách nhiệm với con chó, và điều đó cũng mang lại cho nó sự hỗ trợ về mặt cảm xúc. Con chó cũng mang lại cho cô sự ổn định về mặt cảm xúc mà cô chưa từng có. Điều này rất hữu ích trong việc cô thoát khỏi ma quỷ và ma túy trong thời gian dài. Lũ quỷ rất tức giận. Sau khi cô được giải thoát, chúng đã cố gắng hết sức để đưa cô trở về, và một trở ngại là con chó. Chúng tức giận nhắn tin bằng chữ in hoa. Cô ấy không bao giờ được phép giữ con chó đó. Một tâm hồn thanh thản, mãn nguyện sẽ không chào đón một số con quỷ, và chúng biết điều đó. Trong nhiều năm, tôi đã chứng kiến và đọc rất nhiều câu chuyện về cách một loài động vật, đặc biệt là chó, đã trở thành ân sủng tuyệt vời trong cuộc sống của một ai đó. Mỗi người chúng ta đều có một thiên thần hộ mệnh luôn theo dõi chúng ta 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần. Nhưng đôi khi họ can thiệp vào cuộc sống của chúng ta bằng một người trợ giúp nhỏ bé, bốn chân. Đức Giáo Hoàng nhân kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ Pompeii khám phá lại vẻ đẹp của chuỗi mân côi. Để đánh dấu kỷ niệm 150 năm ngày bức ảnh Đức Mẹ Mân Côi đến Pompeii vào ngày 13 tháng 11, Đức Giáo Hoàng Francisco đã khuyến khích người Công giáo chiêm ngưỡng cuộc đời của Chúa Kitô qua cái nhìn của Đức Mẹ trong năm thánh 2025 của Hy vọng. Thật là may mắn khi lễ kỷ niệm bức tượng Đức Mẹ Pompeii trùng với năm thánh sắp tới, tập trung vào Chúa Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta. Đức Giáo Hoàng nói trong thông điệp gửi đến Đức Tổng Giám mục Tommaso Caputo của Pompeii. Đức Thánh Cha khẳng định, Kinh Mân Côi, một công cụ đơn giản mà mọi người đều có thể sử dụng, có thể hỗ trợ công cuộc truyền giáo mới mà giáo hội đang được kêu gọi thực hiện ngày nay. Chúng ta biết rằng, cần phải tái khám phá vẻ đẹp của Kinh Mân Côi trong các gia đình và trong các ngôi nhà. Lời cầu nguyện này giúp xây dựng hòa bình, và điều quan trọng là đề xuất nó với những người trẻ để họ không nghe nó như một sự lặp đi lặp lại và đơn điệu,
nhưng như một hành động yêu thương không bao giờ mệt mỏi khi được tuôn đổ. Ngoài kỷ niệm 150 năm ngày xuất hiện và tôn kính bức ảnh Đức Mẹ Mân Côi tại Pompeii, năm nay còn đánh dấu kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nice. Với lễ kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nice năm 325, đặc biệt nhấn mạnh đến mầu nhiệm thần linh con người của Chúa Kitô dưới ánh sáng của Chúa Ba Ngôi. Thật tốt khi khám phá lại Kinh Mân Côi theo góc nhìn này để hiểu sâu xa hơn những mầu nhiệm trong cuộc đời của Đấng Cứu Thế. Đức Giáo Hoàng chia sẻ với Đức Tổng Giám mục Caputo. Trong một cuộc phỏng vấn với EWTN Vaticano, Đức Tổng Giám mục Caputo cũng là đặc sứ của Đức Giáo Hoàng tại đền Đức Mẹ Mân Côi ở Pompeii đã nhấn mạnh rằng Kinh Mân Côi là một lời cầu nguyện bắt nguồn từ phúc âm và lời Chúa. Khoảng 3 triệu tín hữu hành hương đến đền Đức Mẹ Mân Côi mỗi năm để tôn kính hình ảnh Đức Mẹ Pompeii, mô tả Đức Mẹ và Chúa Giêsu Hài Đồng đang trao chẳng hạt cho Thánh Đa Minh và Thánh Catarina thành Siena. Gọi người sáng lập đền thờ, chân phước Bartolo Longo là một tông đồ của Kinh Mân Côi. Người có đức tin được củng cố bởi phương châm: nếu bạn tìm kiếm sự cứu rỗi, hãy truyền bá Kinh Mân Côi. Đức Giáo Hoàng Francisco cho biết, Ngài hy vọng người Công giáo sẽ tiếp tục di sản tâm linh đẹp đẽ nhất của vị chân phước trên khắp thế giới. Theo Đức Tổng Giám mục Caputo, sứ mệnh của chân phước Bartolo Longo là truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ và Kinh Mân Côi được biết đến trên toàn thế giới, vì có nhiều nhà thờ dành riêng cho Đức Mẹ Pompeii trên khắp Mỹ Châu, Á Châu, Âu Châu và thậm chí cả Phi Châu và Trung Đông. Trong thông điệp của mình, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đến nhu cầu mọi người cần tìm thấy sự an ủi và hy vọng nơi khuôn mặt dịu dàng của người mẹ trên thiên đàng. Đức Thánh Cha chia sẻ, xin Chúa lại lên tiếng hôm nay với nhân loại đang cần tìm lại con đường hòa hợp và tình huynh đệ qua sứ điệp của Đức Mẹ Pompeii. Tôi hy vọng rằng nhiều tín hữu của bà rải rác khắp thế giới sẽ ngày càng trung thành với Chúa hơn, làm chứng cho anh chị em của mình, đặc biệt là những người cần giúp đỡ nhất.
đời chờ chi trong cơn đam mê, mau tỉnh thức nhẹ bước đi trên đường về. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.